trí tuệ nhân tạo. Khi truy cập vào trang web của báo điện tử dân trí, độc giả có thể nhấn vào tùy chọn báo nói dân trí để nghe nội dung của bài báo thay vì phải tự đọc. Tùy theo sở thích và vùng miền, người nghe có thể tùy chọn giọng đọc là nam hoặc nữ, giọng nói miền Nam hoặc miền Bắc để nghe rõ và chính xác hơn nội dung bài báo. Phiên bản báo nói của dân trí là thành quả kết hợp giữa báo điện tử dân trí và trung tâm không gian mạng Việt Ten bằng việc nghiên cứu áp dụng công cụ chuyển đổi văn bản thành giọng nói tiếng Việt tự nhiên để giọng đọc tự nhiên liên mạch, ngắt nghỉ kết hợp với biểu cảm chính xác, nhóm phát triển đã sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học sâu tiên tiến thay vì áp dụng các kỹ thuật truyền thống như ghép nối các từ. Thời gian tới, bên cạnh việc cải thiện chất lượng giọng đọc, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục cập nhật các tính năng nhận biết thuật ngữ chuyên ngành, cụm từ viết tắt nhằm mang đến cho độc giả những trải nghiệm tốt nhất. Theo VTV